màu xanh rất là ngọc nghe, rất là đã. Đó, về hàng trở lại, yên tâm đồ của mình bán mình sẽ có trách nhiệm rất là cao, cho nên mình sẽ tuyển lựa vô là hàng phải chất lượng. Nón này thì kiểu dáng thanh lịch cho nên đội nó dễ chịu, kính á thì bật đầu xuống mượt lắm nha mọi người. Chào người trở lại Happy Channel. Sau một thời gian chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng cái nón mà đáng mua nhất trong tầm giá dưới 500 ngàn đó là Roger XH01 màu xanh leopard đã về hàng lại. Nhưng mà đợt này về được khoảng 80 cái gì đó, bên mình sẽ lên cho bạn coi nha. Đợt này về là có size XL nha mọi người. XL thì cho vòng đầu khoảng 59-60cm. Giống như mình đội là nó rộng rinh luôn không. Bạn nào 59-60cm, khuôn mặt nó tròn, nó bầu, nó bỉnh á, thì có thể tham khảo dòng này nha. Rất là rẻ nha mọi người. Nón này hôm bữa mình đã giới thiệu cũng nhiều rồi nha. Giá của nó là 450.000 cho màu trơn, màu đen bóng hoặc đen nhám hoặc là màu trắng như thế này. Còn cái màu tem leopard hoặc là những tem khác á, là 480.000, ship tận nhà thì thêm 17.000. Cái nón này nó tốt và nó rẻ cho nên bên mình cho các bạn sử dụng trong 2 tuần, nếu không thích đem tới shop sẽ thu lại với giá 80% nha. Rồi nhắc lại chút xíu, cái khối lượng của này nó nhẹ lắm nha, nó nhẹ cực kỳ nhẹ luôn nè, nó chỉ có 874 gram thôi, có kính nha. Nó nặng chỉ bằng cái bulldog for you thôi, mà bulldog for you là nó là nón cổ điển rồi, không có kính này đó. Bên đây thì nặng 868 gram, số cũng đẹp ha mọi người. Giá này là 450.000 nha. Màu trắng này cũng rất là hay ha. Bạn nào mà thích kiểu mà trắng ngọc trinh, ngọc trai gì đó, nó hơi có ánh kim chút xíu nè, chọn cái này. Còn màu này là màu đen bóng trơn, có thể dán tem lên tùy thích nha. À, cái nón này tháo lót trong ra được luôn nha, chứ không phải là giá rẻ gì mà tháo lót không được đâu. Nè, tháo một cái, hai cái, ba cái, tháo cũng mạnh tay lắm á, không sao hết nha. Đó, giáo tháo ba cái ha. Rồi bên đây cũng giống vậy luôn. Đó, nó dướng trên này, cái lót nó nhét hơi sâu xíu thôi chứ không gì hết. Cái mút ibet bên trong cũng rất là dày cho nên nó sẽ hấp thu xung động tốt luôn nha. Tất nhiên là nó tốt ở cái tầm tốc độ khoảng 60-70 km/h trở xuống, chứ bạn đi tốc độ cao quá thì nó cũng chịu không nổi đâu nha. Cái nào cái mục đích sử dụng của cái đó. Và ngoài ra thì mình remind lại chút xíu là cái nón róc 06 nè cũng đang được ưa chuộng rất là tốt nha. Ngoài cái màu tem này, nó còn cái màu tem ở đây có màu tem V7 camo cũng đang rất là nhiều bạn ưa chuộng, bởi vì cái màu nó ngoài cái màu đen ra nó còn thêm một số họa tiết màu xám với màu xanh gì á. Bạn chơi á nó không có nổi, không có bật quá, nhưng mà muốn dán tem thì bạn dán được, dán lên thì nó che đi hết tầm mấy cái này luôn, cũng rất là dễ sử dụng ha. Nón này thì kiểu dán thanh lịch rồi, tại vì nó làm theo cái Yuhi 851 á cho nên đội nó dễ chịu. Kính á thì bật đầu cũng mượt lắm nha mọi người. Mình sẽ đội thử cái nào ta, đội thử cái màu đen nhám này đi ha. Lúc mà mới về mình cũng đội cái đen nhám giống vậy nè. Nón nào về là mình cũng sẽ lấy cái mình đội thử, đội thử để cho biết cho nó ra làm sao đó. Kính này cứng lắm nha mọi người. Lâu lâu cũng có bạn là bị làm rơi rớt, nó bị bung này ra. Nhưng mà bung này ra thì bên mình á là sẽ bảo hành miễn phí cho mọi người nha. Cái này là chỉ phiền là nếu nó bị lỗi thì phiền mọi người đi tới đi lui thôi, chứ bên mình không có ngại bảo hành cho mấy bạn cái này ha. Kính theo nó mặc định là màu trà nha, có đợt gì màu trong nữa, có đợt gì màu trà cũng khổ. Bởi vì nhà máy về sao mình sẽ bán đúng như vậy, chứ không có dám khẳng định hết 100%. Đợt này là cái siêu họ đổi, cái siêu dù bên đây nè đó, cái siêu họ đổi qua siêu Á Châu nè. Sắp tới là họ gộp cái Mafa với nhà máy Bình Chánh của ASEA thành một cái tập đoàn Á Châu Group rất là lớn nha, và đang hoàn thiện. Bởi vì công ty này giờ làm là hàng nó rất là chỉnh chu, chất lượng. Mọi người yên tâm đồ của mình bán thì mình sẽ có trách nhiệm rất là cao, cho nên mình sẽ tuyển lựa vô là hàng phải chất lượng, chứ đừng thấy nó rẻ, thấy giá nó không có cao giống như những cái nón Yuhi là 2 thì nói hàng này kém chất lượng. Nó sẽ là phục vụ phân khúc bình dân, nhưng bạn nào đi hàng ngày thôi là có mắt cái nón cũng không tiếc lắm thì chọn cái này nè, nó đi đã phải đã công giữ. Ngoài ra có thể làm cái khoen để cho các bạn xỏ cái lỗ khóa qua để bảo vệ nón thôi nha. Cái này là miễn phí, còn bạn thích thì bạn mua thêm cái khóa, còn không thích thì cứ xài trơn vậy nha mọi người. Màu xanh rất là ngọc nghe, rất là đã. Đó, về hàng trở lại. Và bạn nào đang mong ngóng, đang đợi chờ cái này á, thì nhanh tay chốt nha, số lượng nó không nhiều đâu. Mình nói mấy chục con á, mấy chục con so với hàng giá thấp á, thì nó cũng giống như là 5-7 con so với hàng giá cao thôi. Là một bữa với 2 tuần là hết rồi ha. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.